Thứ ba này tôi sẽ giới thiệu các bạn cài đặt một công cụ quản trị từ xa với server, đó là công cụ Telnet. Thì đây là một công cụ dùng để quản trị từ xa với server. Rồi, để cài đặt công cụ này, các bạn gõ lệnh zoom install Telnet server Telnet. Rồi, các bạn chờ cho nó loạt các gói cần thiết. Nó hỏi các bạn có đồng ý cài không? Yes. Rồi, sau khi đã cài đặt thành công thì các bạn phải chạy cái dịch vụ Telnet này bằng lệnh system ctl. Các bạn kiểm tra nó trước bằng lệnh status Telnet socket. Đây dịch vụ nó chưa chạy thì nó tiếp cho các bạn chạy vào đây cũng bằng lệnh system ctl nhưng mà start. Sau khi start xong thì các bạn kiểm tra lại status, đây là báo active listening, tức là đã sẵn sàng cho dịch vụ Telnet. Thì một cái server sau khi đã chạy xong dịch vụ Telnet thì các bạn có thể tiến hành Telnet đến từ xa. Các bạn phải kiểm tra IP của nó trước hoặc là IP address. Rồi đây các bạn để ý thấy IP của nó là 192.168.146.137. Rồi các bạn thoát ra, các bạn mở phần mềm PuTTY. Đây, phần mềm này các bạn có thể download trên mạng Internet. Phần mềm này chuyên dụng dùng để Telnet, SSH và nhiều công cụ quản trị từ xa. Các bạn chọn công cụ Telnet, các bạn nhấn vào đây, là địa chỉ IP 168.146.137. Đây là IP của cái server. Các bạn nhấn Open. Rồi, như thế này có nghĩa là các bạn đã chưa mở cái cổng Telnet trên server, nó chưa thể Telnet. Các bạn tắt đi, các bạn vào server mở tên lửa cái cổng Telnet. Để mở tên lửa cổng Telnet các bạn gõ lệnh sau firewall cmd cách permanent zone bằng public, cho phép cắt zone, cắt ra end service bằng Telnet. Rồi sau khi các bạn thêm dịch vụ Telnet thành công, các bạn phải reload lại firewall bằng lệnh firewall cmd cách reload. Rồi, sau đây thì cái dịch vụ Telnet đã bắt đầu có thể chạy được. Thì các bạn ra ngoài, các bạn mở cái phần mềm PuTTY lên, các bạn chọn Telnet, gõ IP rồi. Rồi, thì đây nó hiển thị ra cái cửa sổ đăng nhập. Thì đây chính là cái phần mềm PuTTY. Các bạn đăng nhập vào cái server của mình như bình thường, như khi các bạn đăng nhập trên server. Đây tôi đăng nhập với user group. Rồi các bạn có thể tạo một cái user chuyên để Telnet bằng lệnh user add. Giả sử tôi tạo một cái user tên là R Telnet. Rồi tôi tạo user test. Tôi đặt mật khẩu cho nó. Tôi đặt mật khẩu là 1234. Rồi sau khi tôi tạo xong cái user này, tôi chuyên dùng user này để Telnet. Tôi tiến hành đăng nhập. Các bạn nhập vào.
Rồi các bạn đăng nhập vào user test. Password 1234. Rồi, nó báo là các bạn đăng nhập thành công. Thì đây, server các bạn cứ để nguyên. Ở đây các bạn tiến hành gõ lệnh như bình thường. Các bạn xô sang user group. Rồi. Rồi, ở đây các bạn gõ lệnh như bình thường. Các bạn quản trị user. Tất cả quản trị các bạn gõ trên phần mềm Qt này. Thì các bạn gõ trên đây cũng chính là gõ trên server của mình. Thì trên đây tôi đã hướng dẫn xong các bạn cài đặt xong Telnet.